Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Huế đẹp và thơ. Thưa quý vị và các bạn, của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong số ít nhà văn Việt bút ký nổi tiếng ở nước ta. Ông cũng là nhà thơ mang vẻ đẹp của nỗi buồn hoài niệm. Lâm Thị Mỹ Dạ là một trong những nhà thơ nữ tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại. Thơ của cổ nữ thi sĩ mang đậm dấu ấn cá nhân với phong cách đặc sắc, độc đáo. Lâm Thị Mỹ Dạ gặp Hoàng Phủ Ngọc Tường vào đầu năm 1973. Khi đó, anh đang làm trưởng thi văn hóa Quảng Trị, ra thăm miền Bắc, ghé thăm Hội Văn nghệ Quảng Bình. Tại đây, trai tài gái sắc gặp nhau. Lúc ấy, Lâm Thị Mỹ Dạ vừa giành được giải nhất cuộc thi Thơ Báo Văn nghệ. Sau này, Hoàng Phủ Ngọc Tường kể lại rằng, anh bị sốc vì Dạ quả hiền dịu và rất dễ thương. Còn Lâm Thị Mỹ Dạ thì mê người viết như con sông từ nguồn ra biển. Năm 2007, cả hai nhà văn được trao giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tào từng đánh giá về thơ của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Trong nguồn thơ của Hoàng Phủ Ngọc Tường lại có một bài thơ khác lạ, bài thơ như Từ trời vang xuống, đầy chứa chan khoái cảm và trí tuệ. Đó chính là Bồng bình cho tới mai sau. Bài thơ về trái tim tình yêu, trái tim mặt trời vĩnh cửu, một bài thơ tình hay và mới mẻ. Sức liên tưởng phát hiện khái quát đã làm cho bài thơ như một tường đài tình yêu vũ trụ. Những hành tinh ngầm rồi thấy lạ, bồng bình mà vẫn theo nhau. Anh với em, ư thì cũng lạ, bồng bình cho tới mai sau. Có con thuyền trong sương trắng, bềnh bồng như một cánh chim. Có em chèo thuyền áo trắng, xôn xao như trốn như tìm. Có vầng mặt trời rực sáng, bồi hồi như một trái tim. Em chèo thuyền về phía hừng đông, hứng chút phấn mặt trời trên má. Bụi mặt trời vương đầy gót chân, in những dấu hoa hài trên sóng. Anh mãi nghe từ đáy màu sương mỏng, bài hát tình yêu dậy một phương hồng. Từ thuở nào vũ trụ đã sinh ra, mà sao mặt trời mỗi ngày vẫn trẻ? Mà sao anh đã từ vạn kỳ, bên sông này anh đứng hát mặt trời lên. Vẫn đi hoài trong cõi vô biên, mặt trăng là mảnh gương riêng soi trái đất. Trái đất trôi như một cánh bèo sâu, mặt trời nhiều khi phập phồng hơi thở, mê man nhớ những tinh cầu. Những hành tinh ngẫm rồi thấy lạ, bềnh bồng mà vẫn theo nhau. Anh với em, ừ thì cũng lạ,
bình bồng cho tới mai sau. Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ hay ở những chỗ bất thần, ngơ ngác và những rung cảm đầy nữ tính. Không gian xuân trong khoảng trời xanh biếc của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ rộn ràng, tươi tắn, xôn xao, xanh biếc bởi cái nhìn của thi nhân không giới hạn trong cái tôi riêng tư, cái tôi đầy tâm trạng như những nhà thơ mới. Tôi bâng quơ hát một lời ca, trước trời đất đầy hoa và gió, và câu hát tơ non ngọn cỏ nhủ lên mùa xuân. Tôi bâng quơ hát một lời ca, trước trời đất đầy hoa và gió, và câu hát tơ non ngọn cỏ nhủ lên mùa xuân. Lời ca tôi bay về đâu, trong nắng vàng tươi hay cánh đàn chim rằng. Xuân sao thời gian tình đời như là thầm, lời ca có ở trong màu. Bỗng chợt nhớ quãng đời thuở trước, trên bước chân tình yêu câu ca xưa trở lại, ngâm lên từ sâu thẳm trái tim tôi. Mảnh tâm hồn anh ỏi thắm tươi, theo đàn bướm chợt về trên hoa cỏ, nghe xa vọng một điều gì không rõ, những tiếng thầm như men rượu bưng lên. Tôi đã trải bao vui buồn sướng khổ trước cuộc đời vất vả gian lao.
Ra ngẩn vào ngơ, nhớ ai ai nhớ, bây giờ nhớ ai. Là nỗi nhớ tình yêu trong ca dao, và nỗi nhớ đó đã đi vào thơ tình hiện đại dung dị, gần gũi biết bao. Tình yêu trong anh, trong em, không chỉ là tình yêu thuần túy giữa trai và gái, mà còn có cả tình yêu tổ quốc. Bởi vì khi cỏ giặc, người con trai ra trận, người con gái trở về nuôi cải cùng con. Và ai mong chồng bằng cô gái trong ca dao, sớm đừng trong xuôi, trưa ra ngõ ngược. Mấy nghìn năm qua, ai đếm được những cuộc chia ly trong lòng đất nước của vô vàn những cuộc chia ly. Sớm đừng trong xuôi, trưa ra ngõ ngược, tối ngồi trong ra. Em thương cô gái trong ca dao, thương từ ngày thơ lúc em còn đi học, tóc cặp mũi gà chưa biết nhớ. Đất nước của vô vàn những cuộc chia bỗng là lùng như là dáng của anh qua bao năm xa vắng giữa cánh sau những phiêu bồng mộng mị cùng cải đẹp, nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường lại muốn về chơi với cỏ. Thơ rằng người đã quên tôi về chơi với ngọn đồi cỏ may. Thơ ông đã chạm đến những miền sâu thẳm của nỗi lòng và như phép nhiệm màu linh ứng.
những vần thơ không hề oảng thang trách móc, dẫu ở bài thơ đã có nỗi buồn mang tên định mình. Mai kia rồi cùng xa người, tôi về ngủ dưới không trời cỏ hoa. Quý vị và các bạn, Lâm Thị Mỹ Dạ đã tạo nên dấu ấn riêng trong lòng độc giả, không chỉ vì cái đẹp, vì thơ, ta sống, tâm hồn ơi, đừng hỏa thạch, xin đừng, mà còn vì đàn bà làm thơ trong cái khổ. Thì cả là vậy, là cảm xúc, là tài năng, là lãng mạn, là đắm say. Ở Lâm Thị Mỹ Dạ hòa quyện các yếu tố đó đến tầng thẳm sâu, nên trước bất cứ hiện tượng gì, bất cứ cảm nhận nào, lòng chị cũng rung động, cũng thể hiện cảm xúc bằng từ thơ tài hoa. Thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường đầy tình triệt lý, hấp dẫn người đọc ở bề sâu, ở sự trang trọng, quý phái. Trong thơ anh đã phát huy tình nhạc một cách triệt để qua việc sử dụng thể loại, anh cũng thể hiện tài gieo vần và nhịp điệu, phù hợp với chất thơ buồn của anh. Xin cảm ơn
Hoàng Phủ Ngọc Tường và Lâm Thị Mỹ Dạ đã để lại những bài thơ hay, nhiều cảm xúc cho đời. Chương trình Huế đẹp và thơ đến đây cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.